Xin chào cả nhà. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ ở video lần trước thì bác sĩ Ngọc đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về các sản phẩm chấm mụn. Và hôm nay thì bác sĩ Ngọc sẽ tiếp tục phân tích một sản phẩm chấm mụn rất là đình đám hiện nay, đó là sản phẩm Epiduo. Đồng thời thì mình cũng sẽ đưa ra những cảm nhận của riêng cá nhân mình về sản phẩm này luôn nhé. Và đầu tiên sẽ là về thiết kế của sản phẩm. Thì hiện nay Epiduo có thiết kế mới dạng ấn, vòi ấn như thế này, rất là tiện dụng. Còn ngày trước thì là thiết kế dạng tip. Thì với dạng tip ngày trước thì mình thấy là bóp ra rất là khó kiểm soát cái lượng kem để cho nó vừa đủ ý. Còn đối với dạng ấn như thế này thì khi mà bóp kem ra thì có thể điều chỉnh được lượng kem tùy theo cái lực ấn nhiều hay ít, rất là tiện dụng. Và về khối lượng của sản phẩm thì trên thị trường hiện nay có những khối lượng 15g như thế này, có thể có 30g, 45g, nhưng mình thấy phổ biến nhất thì chỉ là loại 15g thôi. Và các bạn cũng không quá cần thiết phải đi tìm những sản phẩm 30g hay 40g nếu như mà chúng ta chỉ dùng Epiduo để chấm mụn thôi. Bởi vì một sản phẩm như thế này mình dùng đến nay là được khoảng 5 tháng rồi nhưng mà vẫn chưa có dấu hiệu là sắp hết. Và khi mà trong tờ hướng dẫn sử dụng thì nhà sản xuất cũng chỉ khuyến cáo dùng trong vòng 6 tháng đầu tiên khi mà mở nắp thì là tốt nhất thôi. Và về kết cấu thì đây là một sản phẩm mà có dạng gel, và khi bôi lên thì nó sẽ thẩm thấu rất là nhanh. Trong khoảng vài phút sau khi bôi thì sẽ để lại trên bề mặt da một lớp rất là khô thoáng thôi, không hề bị vết dính một tí nào. Đây là một sản phẩm được sản xuất tại Pháp và cụ thể là đến từ nhãn hàng Galderma. Thì Galderma là một thương hiệu đã được hình thành từ năm 1981 và Galderma có trụ sở chính tại Thụy Điển và đến nay thì đã đặt chi nhánh trên 100 quốc gia rồi. Và Epiduo này thì được Galderma cho ra đời từ năm 2008, nhưng phải đến vài năm trở lại đây thì Epiduo mới được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Và thành phần hoạt động của tiếp Epiduo này thì có 0,1% adapalene và 2,5% benzoyl peroxide. Trong đó thì adapalene là một retinoid thế hệ thứ 3, có tác dụng chủ yếu là làm giảm sừng hóa cổ năng lông, làm bình thường hóa sừng hóa và cũng có khả năng làm giảm viêm mụn nhẹ. Và benzoyl peroxide thì sẽ có tác dụng là kháng khuẩn, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn là PFNES. Và ngoài ra thì benzoyl peroxide cũng có khả năng là làm bong chóc lớp sừng và tiêu nguyên mụn nhẹ. Và một điểm rất là tích cực trong khả năng diệt khuẩn của benzoyl peroxide đó là khi mà sử dụng một thời gian dài thì cũng sẽ không bị tình trạng vi khuẩn kháng thuốc, giống như là khi mà dùng kháng sinh bôi để trị mụn trong thời gian dài. Và với tỷ lệ phần trăm của adapalene và benzoyl peroxide một cách thích hợp như vậy thì Epiduo sẽ vừa có khả năng là giải phóng bích tắc trong nhân mụn và vừa có khả năng làm giảm viêm và diệt khuẩn tốt. Vì vậy Epiduo sẽ được dùng trong những trường hợp mụn trứng cá có viêm từ mức độ mụn nhẹ đến mức độ trung bình, hoặc là cũng có thể sử dụng để làm đào thải bích tắc trong những loại mụn như là mụn đầu đen và mụn đầu trắng. Và Epiduo thì sẽ chỉ được sử dụng trong trường hợp đối với người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, và đặc biệt là sẽ chống chỉ định đối với những trường hợp mà mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Và một số tác dụng phụ thường gặp khi sử dụng Epiduo đó là sẽ có thể cảm thấy rất là khô da, đỏ, rát, là những cái biểu hiện bình thường có thể hay gặp. Và nặng hơn đối với những trường hợp da nhạy cảm thì sẽ có những phản ứng mạnh mẽ hơn, đó là da có thể phồng rộp và bị nổi mụn nước li ti nếu như mà chúng ta dùng cái lượng bôi quá nhiều hoặc là da chúng ta quá nhạy cảm. Và từ đó thì da chúng ta cũng sẽ bị nhạy cảm với cả ánh nắng nhiều hơn nữa. Và chính vì vậy nên là khi điều trị với Epiduo thì bác sĩ Ngọc luôn yêu cầu các bạn sẽ phải chống nắng thật là kỹ bằng cách là bôi kem chống nắng đúng liều, đúng lượng, và sẽ phải hạn chế ra đường vào những khoảng thời gian nắng gắt từ 10 giờ sáng cho đến khoảng tầm 3-4 giờ chiều. Và có thể thì chúng ta sẽ còn dùng thêm cả những viên uống hỗ trợ từ bên trong để có khả năng chống nắng và bảo vệ da từ bên trong nữa. Và mình nhớ lại cái khoảng thời gian khoảng tầm đầu tháng 4 năm nay khi mà mình bắt đầu sử dụng tretinoin thêm vào trong cái chu trình chăm sóc da, thì lúc đó là da mình bị sạm đến rất là nhiều và còn bị nổi thêm mụn nữa. Mụn nhỏ thôi nhưng mà nó rải rác ở nhiều nơi trên mặt. Thì lúc đó mình đã tìm đến cái Epiduo này. Lúc đó mình thực sự là dùng Epiduo này để điều trị mụn, nhưng mà mình bôi trên diện rộng cơ, thì cảm giác lúc đó thật sự rất là khó chịu, kiểu vừa rát vừa khô vừa đỏ da và không bôi được đều thì cảm thấy không yên tâm để trị mụn. Nhưng mà thực sự là dù đã dưỡng ẩm kỹ rồi nhưng mình cũng chỉ có thể bôi cách này trong thời gian đầu thôi, bởi vì nó sẽ rất là khó chịu và đỏ rát. Vậy thì mình mới có thể hiểu được là cảm giác của những bạn hàng ngày mà mình vẫn điều trị cho các bạn bôi Epiduo thì nó khó chịu như thế nào. Tuy nhiên là khi mà mình sử dụng đúng cách cái Epiduo này và kết hợp với dưỡng ẩm và chống nắng kỹ thì sau khoảng tầm gần một tháng thôi là tất cả những cái mụn ở trên da mình lúc đó đã được giải quyết rất là êm đẹp rồi. Và đến bây giờ thì mình vẫn còn giữ tiếp Epiduo này để thêm vào cái đồ skincare của mình, và thỉnh thoảng lên 1-2 cái mụn thì mình sẽ dùng nó để chấm luôn lên những nốt mụn đó, thì nó khô cổ nhanh lắm các bạn ạ. Sau khoảng 2-3 hôm thôi là cái nốt mụn đó nó khô lại và nó bong đi, xử đẹp luôn.
Vậy thì với một sản phẩm mà hiệu quả như vậy nhưng cũng lại rất nhiều tác dụng phụ như vậy thì chúng ta sẽ phải dùng như thế nào để cho nó vừa mang lại hiệu quả tốt mà lại không bị quá khó chịu? Thì thực chất đây là một sản phẩm mà đúng ra nó sẽ phải được dùng và được kê đơn và được dùng dưới hướng dẫn của bác sĩ. Và các bạn, thực sự mình khuyên các bạn không nên tự dùng nó ở nhà bởi vì rất là khó dùng, và nếu như mà không được hướng dẫn kỹ thì thậm chí chúng ta sẽ bỏ cuộc rất là sớm. Đầu tiên là với những bạn có làn da cực kỳ nhạy cảm và vừa mới dùng xong kem trộn rượu thuốc và da rất là đỏ, rát, mỏng, yếu thì cũng không nên tham vội để dùng cái tip video này. Và nếu như thực sự muốn dùng thì chúng ta chỉ nên dùng nó để chấm rất là gọn lên những cái nốt mụn viêm thôi. Còn đối với các trường hợp mà các bạn có nền da khá là ok và mụn thì bị trên diện rộng thì chúng ta có thể bôi trên diện rộng, có thể là bôi toàn mặt nhưng phải tránh cái vùng da nhạy cảm như là vùng xung quanh mắt này và những cái vùng mà sát môi. Như vậy thì sẽ đỡ bị kích ứng hơn, và đặc biệt là sẽ phải dưỡng ẩm tốt. Mình luôn luôn dặn các bạn là sẽ phải dưỡng ẩm tốt sau đó thì mới sử dụng Epiduo sau khi dưỡng ẩm, và phải chống nắng thật là kỹ nữa. Và mới đầu dùng thì chúng ta cũng sẽ không dùng Epiduo này liên tục đâu. Đầu tiên là chúng ta sẽ chỉ dùng một lượng nhỏ thôi. Một lượng nhỏ có thể là bằng hạt đậu hoặc là hơn một chút thôi để bôi trên diện rộng toàn mặt chẳng hạn. Sau đó thì chúng ta mới quen dần thì chúng ta mới tăng dần lượng lên cho nó bôi được đậm hơn. Và mới đầu thì cũng sẽ chỉ dùng rất là thưa thôi, có thể là dùng một tuần, thậm chí có thể một lần này hoặc là hai lần này, sau đó thì mới tăng dần dần lên là cách ngày, sử dụng cách ngày trong tuần, và rồi khi nào mà thật là quen hẳn thì chúng ta mới có thể dùng hàng ngày được. Và ngoài ra thì cũng sẽ có một số chú ý nữa dành cho sản phẩm Epiduo khi sử dụng, đó là chúng ta sẽ không bôi lên những cái vết thương hở, vết thương đang chảy máu hoặc là những vết đứt xước lớn, và cũng sẽ tránh bôi để dính vào tóc hoặc là quần áo vì nó sẽ có khả năng là sẽ có thể làm bạc màu tóc quần áo. Ngoài ra thì sau khi sử dụng Epiduo xong thì chúng ta hãy rửa tay thật là kỹ để lỡ có chạm vào em bé hoặc là chạm vào những vùng da nhạy cảm khác thì cũng sẽ không bị kích ứng. Vậy là hôm nay bác sĩ Ngọc đã đưa ra những review và những phân tích cụ thể hơn về sản phẩm trị mụn Epiduo này. Và nếu như các bạn có những thắc mắc gì nữa thì hãy comment xuống phía dưới hoặc là inbox vào trong đường link ở trong mô tả của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.